Thưa quý vị và các bạn thân mến, một chuyên viên của CIA, John Sullivan, nói về X-92. Ông ta là điệp viên giỏi nhất mà chúng ta từng có ở Việt Nam. Còn trong cuốn tiểu sử về lãnh đạo CIA ở Sài Gòn là Ted Shackley, tác giả David Cohn dẫn ra một sự đánh giá thời hậu chiến của CIA rằng điệp viên này là nguồn tin đáng tin cậy nhất về ý định của Cộng sản ở Việt Nam. Còn đối với những người Cộng sản, thì đây là một điệp viên cực kỳ nguy hiểm, kẻ đã luồn sâu trong hàng ngũ của họ hơn 10 năm, cho đến tận 30 tháng 4 1975. Vậy X-92 là ai? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong video ngay sau đây của Góc Sử Ký nhé. Frank Snap, một nhà phân tích tình báo có đôi lần gặp con người này, gọi ông ta là điệp viên hàng đầu của chúng ta ở Việt Nam. Văn phòng của CIA ở Sài Gòn thì đơn giản gọi ông ta là nguồn tin Tây Ninh. Sau năm 1972, những người Cộng sản mô tả nhân vật này là điệp viên nguy hiểm trung thành với CIA và nói CIA xem ông ta là điệp viên có giá trị nhất tại Đông Dương của CIA. Con người này là ai? Tên của người này là Võ Văn Ba, tức Năm Huỳnh, sinh năm 1923 tại Kiến Tường, Long An, là một đảng viên Cộng sản phụ trách tuyển mộ đảng viên mới ở khu vực. Có những ghi nhận khác nhau về cách làm thế nào và nhờ ai mà điệp viên này được tuyển mộ cho CIA. Orin DeForest nói rằng chú của ông Ba ban đầu theo Việt Minh nhưng sau trở thành sĩ quan phục vụ trong ngành an ninh quân đội của miền Nam đã thu dụng người cháu. David Cohn và John Sullivan viết rằng chú của Ba, người mà họ chỉ nói là một sĩ quan miền Nam, đã tuyển Ba làm chỉ điểm cho cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi CIA vào cuộc, có vẻ Ba làm việc một thời gian cho quân đội của Mỹ. Theo John Sullivan, một người trong CIA nói rằng Ba từng làm cho tình báo quân đội Mỹ. Không lâu sau khi đến tỉnh Tây Ninh năm 1969, sĩ quan CIA đầu tiên phụ trách Ba đã nhanh chóng chuyển điệp vụ mà lâu nay tiến hành khá nghiệp dư, trở thành hoạt động tình báo chuyên nghiệp, đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của CIA. Từ nay, ông Ba được yêu cầu báo cáo về những mục tiêu chiến lược, các kế hoạch hành động mang tính chất toàn quốc, chứ không còn là những mục tiêu chiến thuật cấp thấp. Ông Ba ở trong vị thế lợi thế để lấy được thông tin chiến lược, vì trong suốt giai đoạn này, trụ sở chính của Trung ương Cục miền Nam đặt rất gần chỗ của ông. Có lúc bên trong tỉnh Tây Ninh, có lúc ở trong tỉnh Bình Long. Các báo cáo của người này được truyền qua các kênh thông tin của CIA và chỉ một số ít người biết về sự tồn tại của Ba. Để bảo đảm bí mật, chỉ một sĩ quan cảnh sát đặc biệt miền Nam và một nhân viên người Việt ở văn phòng CIA ở Tây Ninh được phép gặp mặt Ba ở Tây Ninh. Chỉ thỉnh thoảng Ba mới gặp nhân viên CIA người Mỹ và cũng chỉ gặp ở địa điểm mật tại Sài Gòn. Thông tin mà ông Ba cung cấp thường xuyên được sử dụng trong các đánh giá của tình báo Mỹ về kế hoạch của phe giải phóng. Ngoài ra, mặc dù Ba chuyên môn theo dõi các khía cạnh chính trị chứ không phải là quân sự, nhưng thỉnh thoảng ông cũng báo trước các cuộc tấn công ở khu vực Tây Ninh. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi về sự trung thành của ông Ba đối với CIA. Mấy lần kiểm tra ông bằng máy thử nói dối đều có kết quả không làm CIA hài lòng. Năm 1971, 2 năm sau khi CIA tuyển mộ Ba, họ phát hiện rằng Ba vẫn ngầm liên lạc và báo cáo cho tình báo quân đội Việt Nam Cộng Hòa. CIA ngay lập tức liên lạc và yêu cầu quân đội miền Nam ngừng mọi giao thiệp với Ba. Một sĩ quan CIA cũng đặt câu hỏi làm sao Ba lại không bị Việt Cộng phát hiện, mặc dù các điệp viên Cộng sản đã xâm nhập vào toàn bộ các tổ chức tình báo của miền Nam, những nơi biết về sự tồn tại của con người này. Nhưng rốt cuộc, sự chính xác trong các báo cáo của Ba làm tan biến mọi hồ nghi và giới tình báo miền Nam và Mỹ xem Ba là tài sản quý giá của họ. Những người Cộng sản cũng ngày một nhận ra họ có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Những thiệt hại ở khu vực Tây Ninh năm 1969, những dấu hiệu là đối phương biết trước ý định tấn công, khiến những người Cộng sản nghi ngờ trong nội bộ của họ có điệp viên. Một nữ cán bộ được cử điều tra tại Tây Ninh, nơi Ba có nhiệm vụ tuyển mộ và tổ chức chi bộ đảng. Nhưng nhà nữ điều tra lại bị an ninh miền Nam bắt được khi bà đi vào địa giới do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát và bà bị giam cho đến hết cuộc chiến. Không có tư liệu cho biết liệu có phải ông Ba đã báo cho an ninh miền Nam bắt người này hay không.
cuộc truy tìm nội gián trở nên gấp rút tới mức, theo một loạt các bài báo đăng trên báo chí Việt Nam năm 2004, một trong những điệp viên cộng sản cao cấp trong chính quyền miền Nam, Nguyễn Văn Tá, tức Ba Quốc, được giao nhiệm vụ săn lùng nội gián vào năm 1972. Ông Ba Quốc đoán rằng hồ sơ mà ông muốn có thể nằm trong một tủ khóa ở nhà điệp báo, Ban Ca, thuộc phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Ông vào được nơi này và định mở khóa, nhưng lại có người vào bất thình lình khiến ông đành bỏ dở. Hai năm sau, các hoạt động của chính ông Ba Quốc cũng bị phát hiện và ông phải trốn vào căn cứ cách mạng ở đồng bằng sông Cửu Long. Hồ sơ mật về ông Võ Văn Ba được an toàn cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ ngày 29 tháng 4, 1975. Khi quân đội giải phóng chiếm văn phòng phủ đặc ủy Trung ương tình báo ở Sài Gòn, Viễn Chi, Cục trưởng tình báo của Bộ Công an Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được nói là đã tìm thấy hồ sơ về Ba trong ngăn khóa của Nguyễn Khắc Bình, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Cho đến khi cuộc chiến gần kết thúc, ông Ba tiếp tục có những báo cáo giá trị cho CIA. Thế nhưng đến tháng 1 năm 1975, khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra nghị quyết tấn công để dứt điểm miền Nam Việt Nam, Võ Văn Ba đã không báo động trước cho CIA về nghị quyết này. Đây không phải là lỗi của Ba, mà là do phía giải phóng nghi là có người phản bội trong hàng ngũ của họ. Thành ra, giới lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam quyết định không phổ biến nghị quyết mới cho cấp dưới. Vào giữa tháng 4 năm 1975, ông Ba cho CIA một loạt báo cáo cuối cùng mô tả chung chung kế hoạch tấn công Sài Gòn của quân giải phóng. Những báo cáo này được xem trọng đến mức chúng được đưa vào bản phúc trình năm 1976 của Đại sứ Mỹ Martin trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ về việc sơ tán khỏi Sài Gòn. Nhưng vào lúc Ba chuyển những báo cáo này thì số phận của miền Nam đã được định đoạt. Thực tế, số phận của chính ông Ba cũng được định đoạt mặc dù lúc này ông chưa biết. Khi chế độ Sài Gòn sắp sụp đổ, CIA đề nghị đưa Ba và gia đình sang Mỹ, nhưng ông này lại từ chối, nói là muốn ở Việt Nam thay vì khởi nghiệp từ đầu ở xứ người trong khi tuổi đã cao. CIA hứa rằng họ sẽ làm mọi cách để ngăn không cho hồ sơ về ông Ba rơi vào tay đối phương. Tuy vậy, lúc đó quân đội giải phóng đã bắt được và tra hỏi một người mà có lẽ biết hoạt động của ông Ba rõ hơn ai hết. Theo các ghi chép hậu chiến của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phong hay Nguyễn Sĩ Phong là một người di cư miền Bắc 33 tuổi, làm việc cho văn phòng CIA ở Tây Ninh. Ông Phong là người liên lạc của Ba ở CIA, kể rằng từ năm 1969, ngay sau khi CIA tuyển mộ Ba, sau nhiều năm làm việc trực tiếp với Ba, sau này ông Phong rời khỏi Tây Ninh và làm ở văn phòng CIA ở Ban Mê Thuột. Ngày 10 tháng 3 1975, lực lượng giải phóng nhanh chóng chiếm được Ban Mê Thuột. Ông Phong và gia đình chạy đến nhà của Paul Stuharik, đại diện của USAID và là nhân viên người Mỹ duy nhất còn lại ở trong tỉnh. Nhưng ngôi nhà này lập tức bị bao vây và mọi người trong đó bị bắt. Ông Phong thú nhận, ông đã làm việc cho CIA và khai ra tên của Võ Văn Ba. Ngày 29 tháng 4, 1975, quân giải phóng chiếm thành phố Tây Ninh, bắt được Phan Tất Ngưu, sĩ quan miền Nam phụ trách trường hợp của ông Ba. Bản thân ông Ba cũng bị bắt vào ngày 30 tháng 4. Ngày 8 tháng 6 năm 1975, ông Ba tự sát trong lúc đang bị giam giữ. Quý vị thân mến, ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết và cho tới ngày chế độ Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ, Võ Văn Ba còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho địch, đặc biệt là báo cáo chi tiết về chiến dịch Hồ Chí Minh, chi tiết về kế hoạch ta tấn công giải phóng Sài Gòn. Song trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta, mặc dù đối phương đã nắm được nhiều tin tức và tài liệu quan trọng liên quan đến cuộc chiến do Võ Văn Ba cung cấp, nhưng chúng cũng không thể cứu vãn được tình hình. Ngày 30 tháng 4, 1975, ta toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Võ Văn Ba bị bắt và y đã tự tìm đến cái chết. Kết thúc cuộc đời của một tên phản cách mạng, phản bội Tổ quốc với nhiều tội ác, đồng thời xóa tan niềm hy vọng của kẻ thù về một mật báo viên thượng hạng phục vụ cho kế hoạch hậu chiến chống Việt Nam. Video hôm nay của Góc Sử Ký xin phép khép lại tại đây. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.